Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế Việt Nam Manufacturing Expo 2018 VME. Đây là triển lãm hàng đầu tại Việt Nam về máy móc và công nghệ cho ngành sản xuất và công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tăng cường sản xuất với khái niệm mới về nhà máy thông minh. Triển lãm VME 2018 quy tụ hơn 200 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ngành công nghiệp sản xuất và phụ trợ tham dự, trưng bày những loại máy móc công nghệ hiện đại nhất để hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam vượt qua những thách thức trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0. Năm nay, triển lãm tập trung vào việc giới thiệu khái niệm và công nghệ nhà máy thông minh cho ngành công nghiệp sản xuất. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động hỗ trợ, kết nối kinh doanh để giúp đỡ tất cả những doanh nghiệp tham gia có thể tìm được nhà cung cấp thích hợp.